huyện Ân Thi tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và huân chương lao động hạng 3. Dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình, Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm, các đồng chí nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bùi Quang Huy, Nguyễn Khắc Hào, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Ân Thi huy động được hơn 5.000 tỷ đồng. Đường giao thông, cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trạm y tế không ngừng được đầu tư nâng cấp, xây mới. Phong trào hiến của, hiến công, hiến kế trong xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Toàn huyện đã chuyển đổi gần 1.000 hectare đất cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, cây ăn quả, phát triển một số giống cây con đặc sản gắn với tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương. Trong đó có cây vải trứng Hưng Yên tập trung tại xã Đa Lộc. Nếu năm 2011 thu nhập bình quân theo đầu người chỉ đạt 23 triệu đồng một người, thì đến nay đã đạt trên 50 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,73%. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chúc mừng những thành tựu trong phong trào xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ và Nhân dân huyện đã đạt được. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, huyện Ân Thi tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 7 về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Xác định mục tiêu xây dựng huyện Ân Thi đến năm 2030 trở thành thị xã công nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện nghiêm chỉ thị số 02 và kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao, đào tạo công nhân công nghiệp, công nhân nông nghiệp. Cùng với đó thì chúng ta xây dựng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và tháo gỡ rào cản, tập trung giải phóng mặt bằng khu cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng và tạo môi trường thu hút đầu tư trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, vừa phòng ngừa hiệu quả và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và tín dụng đen, giữ vững an ninh trật tự, giải quyết kịp thời và dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, tranh chấp mâu thuẫn nội bộ ngay từ cơ sở, tiếp tục thực hiện sâu rộng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên liên tục trong phong trào thi đua của tỉnh. Nội dung hình thức thi đua phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, tập trung xây dựng đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, trao huân chương lao động hạng 3 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ân Thi. Trong dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.